Trung tâm điện tử Anh Phương xin kính chào tất cả các bác đang theo dõi kênh YouTube của Trung tâm điện tử Anh Phương. Xin mời các bác hãy cùng nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh Phương cũng sẽ chia sẻ với các bác về một vài cái quan điểm khi mà chúng ta mua sắm các thiết bị âm thanh, đặc biệt là những thiết bị loa cũng như là vang số. Thì trong dàn máy thì theo như quy tắc chúng ta thường thấy, một dàn máy đầy đủ chúng ta thường kết hợp có một đôi loa full, có thể là đôi loa full hàng bãi hoặc là hàng mới. Nếu các bác có điều kiện đầu tư thì chúng ta nên mua riêng loa thì nên mua hàng bãi. Và nếu các bác có tiền ít thì chúng ta mua những đôi loa bãi thông thường. Đấy, bởi vì là thực ra đôi loa bãi chúng ta chỉ bỏ ra với số tiền một nửa tiền hoặc là 1/3 số tiền là chúng ta đã có một đôi loa rất là hay rồi. Trong khi đó với cùng tầm tiền đấy, chúng ta mua loa mới chúng ta chỉ mua được những đôi loa cỏ thôi các bác. Những đôi loa nát, loa nhái ở Trung Quốc đặt về thôi. Chứ còn nếu mà hàng chính hãng, chúng ta thấy là hàng ví dụ như hàng 3 sao của JBL, nó lên đến 3-40 triệu một đôi. Hoặc là những hàng ví dụ như là một số hàng gọi là trên thị trường, ta thấy có rất nhiều modem mà giá thành nó rất là đắt nếu như hàng chính hãng. Còn hàng Trung Quốc thì không nói làm gì. Vậy thì riêng loa thì anh Phương tư vấn cho các bác là nên mua loa bãi. Nhiều tiền hơn thì chúng ta tìm kiếm những cặp loa Mỹ. Đấy, tìm kiếm những cặp loa Mỹ. Những cặp loa Mỹ thì chắc chắn rằng là chúng ta 10 bác nghe thì 10 bác gật đầu. Đấy, bởi vì loa Mỹ chất âm của nó rất trung thực và nó rất là nhẹ nhàng, thanh thoát, và đồng thời có thể dùng từ là tiếng rất sạch. Những đôi loa B3 này cũng có thể nói rằng là một trong những sản phẩm âm thanh xứng đáng để các bác đầu tư. Đấy. Và ngày hôm nay thì một cái trung tâm của cái video này đó chính là việc giao lưu và chia sẻ các bác về những con vang số. Thì hiện tại thì anh Vương đang nhận được một con vang số Siso 1080M của bác Đạt gửi đến chỗ anh Phương. Thì chính thức là khi tiếp xúc với này cái con vang số này thì chắc bác cũng đã sử dụng đây này, nó cũng đã xuống màu như này. Tức là nhiều năm rồi bác sử dụng và cũng gần như là chưa được hài lòng về nó. Bởi vì nó là vang số thì về chất âm của nó rất hay. Nhưng để khai thác của nó thì cả một cái kỹ thuật setup cũng như là cả một cái khoảng thời gian rất dài chúng ta mới cắt giải để chúng ta có thể đưa ra được một cái chất âm nó hay đối với một con vang số, đặc biệt là nó phù hợp với loa. Đấy. Nói chung là vang số có mỗi một người làm thì đều có một cái kỹ thuật riêng, không ai giống ai. Và nói chung là để mà nó kêu và nó ra tiếng mic thì ai cũng làm được. Nhưng để mà ai cũng có thể cầm mic và hát được thì điều đấy chúng ta cần phải nghiên cứu. Và đặc biệt rằng là một cái combo anh Phương đánh giá đó chính là loa là 1 này, mic là 2 và vang số là 3. Ba cái này nó đi combo với nhau. Còn nếu đẩy công suất thì nó chỉ chiếm 1% nào đó thôi. Nó cũng có sự thay đổi nhưng thay đổi không nhiều. Đấy. Không thay đổi không nhiều. Đấy, cái tỷ lệ phần trăm của nó trong bộ cấu hình nó vẫn chiếm phần trăm. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là combo vang, mic và loa. Đấy là ba cái khi setup vang. Và con vang này thì nói thực sự để mà khai thác được con vang này anh Phương bỏ khá nhiều thời gian công sức. Bởi vì khi chúng ta đưa cái bộ mic này vào, đây không phải là mic xịn mà cũng không biết là nó là mic gì. Mic này là mic của tàu đặt. Nó vỡ tiếng kinh khủng luôn các bạn. Đưa vào hát mà nó khó làm kinh khủng luôn. Đến khi mà anh Phương bỏ thời gian cân chỉnh thì nó cũng là coi như là đạt yêu cầu. Đấy. Mic rất quan trọng các bạn. Những bộ mic nếu các bác mua thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu mua mic bãi hoặc mic các hãng xịn. Thì chúng ta sẽ được những bộ mic sang và mic chất. Chứ còn những bộ mic thông thường, ta thấy rất nhiều cái bộ mic nhái trên thị trường hiện nay. Sử dụng thì một là nó tốn pin, hai là nó vỡ tiếng, rất khó có thể sử dụng. Đấy, cho nên là bao nhiêu năm bác Đạt đang phải sở hữu một con vang với một bộ mic. Mà theo anh Phương đánh giá thì nó chỉ đạt được khoảng độ 30-40% chất lượng âm thanh so với yêu cầu. Còn ngày hôm nay thì bác Đạt đầu tư thêm cho em một con lọc nữa. Bác sử dụng một con lọc Inken lọc của Hàn Quốc. Cái này sẽ giúp bác có thể là cân chỉnh cái nhạc, phần nhạc của cái bộ cấu hình của mình.
sao cho tiếng bát, tiếng tép nó có thể tùy chỉnh. Vang số thì các bác không chỉnh được rồi, mà chỉ kỹ thuật mới chỉnh được. Thế còn ngày hôm nay thì nắp thêm con lọc này, bác Đạt thì rất là hài lòng và vô tư là chỉnh bát tép thoải mái luôn. Đấy. Ở đây thì anh Phương giới thiệu qua về cái cách sử dụng. Đây là nút nguồn bật tắt này. Đấy, bật tắt này. Còn nút này là nút điều khiển cái chiều cao của cái giải đèn led này, đèn nháy này. Đấy. Chúng ta chỉ cần nhớ một vài nút thôi. Còn 10 cái cần này nó chỉnh là các cái giải tần. Giải bát thì từ 1, 2, 3 cái cần này là chỉnh giải bát. Giải chép thì chỉnh 3 cái cần này. Đấy. Thế còn một cái điều nữa là lưu thì chúng ta sẽ ấn nút này, nó sẽ hiện chữ memory này. Khi chúng ta chỉnh như ý rồi, ví dụ như bát tép chúng ta chỉnh như ý rồi. Đấy. Thì chúng ta ấn nút này, chúng ta sẽ lưu được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tùy các bác chỉnh mà lưu. Đấy. Ví dụ như này đang lưu được chế độ 1. Còn khi chúng ta chú ý thứ 3 đó là cái nút này. Nút này là nút mà khi chúng ta bấm nó sẽ hiện chữ defect hoặc là không hiện chữ defect ở đây. Đấy. Cái nút thứ 2 này là nút cho chạy qua lọc hoặc không cho chạy qua lọc. Nhiều bác đang sử dụng cái lọc này nhưng mà cứ để cái chữ defect này nó hiện lên, tức là coi như cái lọc nó không có tác dụng, cho nên các bác phải tắt nó đi. Đấy. Một cái nút nữa là nút này phải. Nút thứ nhất này. Nút này sẽ cho phép các bác cân chỉnh từng vế loa một. Ví dụ như thế này là chúng ta chỉnh cân vế loa trái, sang đây là vế loa phải. Như thế này là chỉnh hai vế giống nhau. Đó, cái nút này các bác nhé. Đấy, một số tính năng như thế thôi. Chúng ta nhớ cho em một số tính năng như thế để các bác có thể sử dụng. Ở đây anh Phương setup cho bác Đạt 4 chế độ hát khác nhau, M1, M2, M3, M4. Thì bác Đạt có thể sử dụng nó để chúng ta có thể sử dụng cho nó hợp lý. Đấy. Phần mic thì theo em quan điểm đánh giá như này. Khi cái bộ mic thông thường thì nó đạt đến tầm khoảng độ 30 là ngưỡng cao nhất, 30-31. Thế nhưng mà với một bộ mic để cho tiếng âm nó không bị vỡ, chúng ta để tầm 25-26, tức là cách đó khoảng độ 5-6 bậc. Đấy, 5-6 bậc là chúng ta sẽ có tiếng mic tròn trịa và nó không quá công suất và nó không bị vỡ. Nhiều bác là cứ thích khuếch đại lên đến tầm gọi là 30-31. Thì khi đó chúng ta thấy rằng là mức độ khuếch đại của nó cao, cho nên là có thể cái âm sắc nó không còn chuẩn nữa. Cho nên khi dùng mic các bác cũng để ý cái điều này cho em. Còn nếu như chúng ta chỉnh vào cái tầm này lên đến 2 năm thì chúng ta có thể tăng cái phần mic ở trên vang này lên thì nó sẽ đảm bảo thôi các bác. Mic ở trên vang anh Phương để có 20 thôi là nó đã đủ rồi. Còn cái này tầm 2 năm là đủ rồi. Còn đẩy thì chúng ta để ở tầm gọi là 50%. Đấy. Ok. Bây giờ mời các bác hãy thẩm âm cho em cái bộ dàn máy này. Có những gì chia sẻ thì anh Phương nói, còn đâu ví dụ như nhiều bác thì cũng có đồng quan điểm, có những bác thì không đồng quan điểm thì thôi, thì đây là mỗi người một quan điểm thì các bác có thể chia sẻ. Còn các bác có ý kiến gì thì hãy cần thể hiện ở dưới bên dưới các bác nhé. Bây giờ anh Phương sẽ thử test. Đây hai và đây bác Đạt hãy cùng nghe và cùng thưởng thức với bộ dàn máy mà anh Phương đã sẵn sàng này. Bác Đạt cũng đang sử dụng một đôi loa VBX thì hãy hôm nay bò là mạnh rồi. Trái tim anh
và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn.